Chào mừng tất cả quý anh chị đã đến với dự án Xuân Bay nằm trên đảo Đại Phước. Dự án có tổng quy mô 464,5 hectare, mặt độ xây dựng chỉ duy nhất 28%. Và hiện nay chúng ta đang di chuyển trên trục đường 20 mét để vào với dự án Xuân Bay, những phân khu, những loại hình bất động sản. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau khám phá và tìm hiểu một cách chi tiết các anh chị nhé. Xin chào mừng tất cả các anh chị chúng ta đã đến với dự án Xuân Bay. Thì bản thân Tấn hiện nay cũng đang làm lĩnh vực tư vấn đầu tư bất động sản với hơn 8 năm kinh nghiệm ở tại thị trường bất động sản khu đông thành phố Hồ Chí Minh. Và với dự án Xuân Bay thì bản thân Tấn đã có hơn 5 năm kinh nghiệm ở tại dự án này với những sản phẩm nhà phố, biệt thự, căn hộ, shop house và có căn dinh thự ở tại dự án này, có nhiều khách hàng ký gửi bán lại. Và thậm chí những sản phẩm mà sắp tới đây, chủ đầu tư Swan City, chủ đầu tư Vina Đại Phước của chúng ta sắp tới sẽ triển khai mở bán. Thì anh chị chúng ta đang tìm hiểu cho mình một cái sản phẩm bất động sản không chỉ ở mà còn cái khả năng đầu tư cũng như là sinh lời trong thời gian sắp tới. Thì hãy liên hệ đến số hotline của Tấn. Tấn sẽ hỗ trợ cũng như tư vấn các anh chị chúng ta thật chi tiết về những sản phẩm mà các anh chị chúng ta đang quan tâm. Và ngay bây giờ đây xin mời tất cả các anh chị chúng ta cùng theo dõi tiếp những hình ảnh thước phim mà bản thân Tấn quay được ở tại dự án Xuân Bay này để gửi đến cho tất cả các anh chị những thông tin cũng như là về thiết kế layout, những cái mẫu nhà và đặc biệt là những anh chị chúng ta đang quan tâm đến loại hình sản phẩm nào, mức giá bao nhiêu và cái khả năng tăng giá ở tại khu này như thế nào trong thời gian sắp tới thì cứ liên hệ đến số hotline của Tấn. Ở tại thị trường bất động sản Nhân Trạch cũng như ở tại dự án Xuân Bay của chúng ta đang có rất là nhiều yếu tố làm cái giá trị tăng giá của mình trong thời gian sắp tới đột biến. Đặc biệt là cái thời điểm mà tăng giá tốt nhất đó chính là khi đường vành đai 3 của chúng ta hoàn thành đi vào hoạt động, cũng như là cầu Nhân Trạch kết nối từ địa phận Nhân Trạch về lại khu vực thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30 tháng 4, ngày 1 tháng 5 năm 2025. Và thông tin cụ thể hơn thì các anh chị cứ liên hệ đến số hotline của Tấn. Tấn sẽ cập nhật cũng như chia sẻ các anh chị chúng ta chi tiết nha các anh chị. Và bây giờ chúng ta cùng nhau tiếp tục xem những hình ảnh thước phim về những cái cung đường, về những sản phẩm, về những cái cảnh quan, về những tiện ích ở tại dự án Xuân Bay nha. Sản phẩm thứ nhất là căn hộ cao tầng, cao 15 tầng, gồm có những căn 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ, có giá bán từ 2 tỷ cho đến 4 tỷ rưỡi một căn. Và ngoài ra nữa thì chúng ta có những căn Park Villa R và Park Villa S. Chúng ta sẽ có một cái tòa nhà như vậy, chúng ta sẽ có hai sổ tương đương với lại hai căn, một trệt và hai tầng dưới sẽ là một căn, hai tầng trên và một sân thượng sẽ là một căn. Để tìm hiểu rõ hơn, kỹ hơn về phân khu zone 6 này thì chúng ta cũng cần thời gian các anh chị nhé. Đoạn video này thì Tấn sẽ tổng hợp cũng như là những thông tin cơ bản để Tấn chia sẻ cũng như cập nhật đến cho những anh chị. Để tìm kỹ hơn thì chắc là phải các anh chị chúng ta liên hệ đến số hotline của Tấn để Tấn tư vấn các anh chị nhé. Tiếp theo đó chính là phân khu zone 4, zone 8 và zone 5. Bên phải các anh chị đó chính là phân khu zone 8 có tên gọi là Marina Village, gồm có 396 căn, xây một trệt và hai tầng, gồm có những căn nhà phố, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập và dinh thự. Tiếp theo đó chính là phân khu zone 4 và phân khu zone 5. Chúng ta đang di chuyển trên trục đường 30 mét. Trục đường này thì phía bên phải đó chính là phân khu zone 4, còn phía bên trái đó chính là phân khu zone 5, gồm có những cái hệ thống tiện ích ví dụ như công viên hay là sân tennis, khu vui chơi trẻ em, là sân bóng đá mini và khu cắm trại. Và dọc theo tuyến đường này thì phía bên phải đó chính là phân khu zone 4 có tên gọi là Xuân Bay La Maison, gồm có 37 hectare, gồm có số lượng căn là 546 căn xây dựng, gồm có 3 loại sản phẩm: biệt thự song lập, biệt thự đơn lập và những căn dinh thự.
đã triển khai từ năm 2019 và đã bàn giao nhà vào năm 2021. Vì hiện nay cư dân về ở trung bình khoảng chừng 15-16%. Tiếp theo đó chính là những cái khu clubhouse ở tại phân khu Zone 4. Dọc theo tuyến đường 30m này, đây là một trục đường rất là đẹp ở tại dự án. Không chỉ cái trục đường này đẹp không thôi đâu, mà còn nhiều cái trục đường khác nữa. Khi mà các chị chúng ta đi tham quan dự án này thì bản thân Tấn sẽ hỗ trợ các anh chị chúng ta đi những cái cung đường đẹp nhất ở tại dự án, để sau này các anh chị chúng ta mua ở đây thì chúng ta có thời gian để chúng ta đạp xe hay là chúng ta đi dạo mát ở tại bán đảo, ở tại đảo Swan Bay của mình nhé. Với phân khu Zone 5, đó chính là nằm ở phía bên trái màn hình, thì đã triển khai từ năm 2011 với những sản phẩm xây dựng một trệt và một tầng, gồm có tổng số lượng căn là 332 căn. Sau đó năm 2019, 2018, 2019 thì Swan City triển khai 66 căn xây dựng một trệt và hai tầng. Và hiện nay những căn này đang có giá bán từ 17 tỷ cho đến 25 tỷ một căn. Và bây giờ chúng ta cùng vào phía bên trong của phân khu Zone 4 để chúng ta cùng xem phía bên trong có gì đặc biệt các anh chị nhé. Dự án của chúng ta được cầm bao an ninh 24/7 ở tại phân khu Zone 4 này, có tên gọi là Swan Bay La Maison, gồm có những căn biệt thự song lập, những căn biệt thự đơn lập và những căn dinh thự. Đơn lập thì có diện tích là ngang 16 dài 20, 320 mét vuông, xây dựng một trệt và hai tầng như các anh chị chúng ta đang xem. Vừa rồi Tấn cũng có giao dịch một vài căn ở tại dự án này. Ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ có những căn biệt thự dinh thự có diện tích là 540 mét vuông và đang có giá bán là 38 tỷ cho đến 42 tỷ một căn. Và những căn ở tại dự án Swan Bay này thực sự là những căn rất là đẹp và đang có giá bán rất là tốt, trên dưới 50 triệu một mét vuông, bao gồm nhà và đất. Và những sản phẩm này có tiềm năng tăng giá rất tốt trong thời gian sắp tới, khi mà đường vành đai 3 của chúng ta đang trong quá trình hoàn thiện. Tuyến đường cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây sắp tới được mở rộng từ 6 đến 8 làn đường. Cùng với đó là đường Tôn Đức Thắng, hay còn gọi là đường 25B, đang trong quá trình mở rộng 80m. Và cầu Nhân Trạch thì sắp hoàn thiện, giữa năm 2025 sẽ hoàn thành. Và phía bên phải đó chính là những căn dinh thự có diện tích là 540 mét vuông, xây dựng một trệt và một tầng. Và những căn dinh thự này đang có giá bán từ 38 cho đến 45 tỷ một căn. Rất là đẹp, các anh chị nhé. Đối diện là công viên, sau là view sông, cũng như là có cái đường chạy bộ ven sông rất là đẹp. Và trục đường này là trục đường 12m. Dọc theo trục đường thì chúng ta sẽ trồng những cây xanh cũng như là những vỉa hè thì được lắp đá hoa cương rất là sạch đẹp, để cho cư dân cũng như là khách hàng đi tham quan thì luôn luôn cảm nhận đây chính là ngôi nhà của mình. Một cái ngôi nhà được phát triển theo phong cách nghỉ dưỡng, nằm trên một hòn đảo tự nhiên với bốn mặt giáp sông, là một hòn đảo có thể nói là duy nhất kết nối trực tiếp với thành phố Hồ Chí Minh thông qua tuyến đường Vành Đai 3. Và mong rằng những cái thông tin cũng như là video Tấn chia sẻ ở tại dự án Swan Bay này để giúp ích cho các anh chị chúng ta thêm thông tin trước khi các anh chị chúng ta đi tham quan hay là chúng ta quyết định chọn mua những cái sản phẩm từ căn hộ, nhà phố, biệt thự cho đến shop house và những căn dinh thự ở tại dự án này. Thì bản thân Tấn có rất là nhiều căn chủ nhà đang ký gửi bán lại. Chính vì như vậy, nếu anh chị chúng ta có tìm hiểu thì cứ liên hệ đến số hotline của Tấn, Tấn sẽ hỗ trợ cũng như là đưa đón các anh chị chúng ta đi tham quan dự án nhé. Và dự án này rất đẹp các anh chị, hãy sắp xếp một ít thời gian và chúng ta đi tham quan. Và cũng có trang web phía bên dưới các anh chị chúng ta thêm thông tin thì chúng ta có thể mở ra để chúng ta xem. Cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị.